Xin chào quý vị và các bạn. Đúng trong tiết trời mùa thu, trên hầu khắp các tỉnh thành miền Bắc đã có nhiều ngày thời tiết nắng đẹp, bầu trời quang mây và khô ráo, rất thuận lợi cho hoạt động giao thông đô thị. Trong ngày hôm nay thì kiểu thời tiết này cũng sẽ tiếp tục được duy trì trên toàn miền Bắc. Chỉ một điều cần phải lưu ý đó là hình thế thời tiết này thường gây ra tình trạng sương mù vào thời điểm trước 8 giờ sáng và khoảng ngoài 5 giờ chiều. Đặc biệt là trên những khu vực ngoại ô hoặc những nơi có nhiều cây xanh, gần ao, hồ và khu vực núi cao thì mật độ sương mù còn có biểu hiện dày hơn. Vì vậy mà quý vị và các bạn khi lưu thông tới những nơi như là Sapa, Trùng Khánh, Tam Đảo, Mẫu Sơn hay Sìn Hồ thì quý vị nên lưu ý hạn chế tốc độ trước những đoạn đường đèo dốc và có sương mù làm cản trở tầm nhìn. Xuôi xuống khu vực miền Trung, thời tiết ngày hôm nay sẽ duy trì nắng ráo, toàn bộ các tỉnh thành từ Thanh Hóa kéo dài cho đến Quảng Ngãi trời khá là quang mây, thuận lợi cho giao thông đường bộ, đường thủy và cả đường hàng không. Chỉ lưu ý là vào lúc giữa trưa chiều thì độ ẩm trong không khí có thể ở mức dưới 50%, gây ra cảm giác khô hanh. Quý vị, với biểu hiện thời tiết khô ráo và có nắng sớm, thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay sẽ là nơi thuận lợi cho các chuyến xe du lịch chở khách thập phương ghé thăm các địa danh du lịch trong vùng. Nhiệt độ cao nhất ngày tại thủ đô sẽ phổ biến ở mức từ 31 cho đến 32 độ. Tuy nhiên, do độ ẩm ban trưa hạ xuống khá thấp, chỉ còn khoảng 45%, nên sẽ gây ra cảm giác khô hanh. Về đêm thì độ ẩm sẽ tăng lên, đồng thời nhiệt độ giảm xuống và chỉ còn dao động trong khoảng từ 22 cho đến 23 độ, trời hơi se lạnh. Cùng với xu thế chung của những ngày đầu thu đẹp đẽ này, tại thành phố Cảng Hải Phòng, ngày hôm nay trời cũng còn nắng sớm. Mặc dù vậy thì sáng nay nhiệt độ chỉ dao động xung quanh ngưỡng từ 21 cho đến 23 độ, tiết trời hơi se lạnh. Nếu có lưu thông bằng xe máy vào buổi sáng sớm thì quý vị nên khoác thêm ở bên ngoài một chiếc áo mỏng để tránh nhiễm lạnh xương vào đầu mùa. Do nắng kéo dài liên tục từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa, nên nhiệt độ tăng nhanh lên ngưỡng từ 30 cho đến 31 độ, khiến cho độ ẩm trong không khí bốc hơi rất nhanh và giữa trưa chỉ còn khoảng là 55%. Độ ẩm thấp kết hợp với bụi bẩn ô nhiễm sẽ dễ gây ra bệnh viêm họng kèm theo ho, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của trẻ nhỏ. Vì vậy mà các bậc phụ huynh cần có kế hoạch cho trẻ ăn uống hợp lý, hạn chế uống nước đá, vệ sinh răng miệng, súc rửa phòng học sạch sẽ cho trẻ. Tiếp theo là phần dự báo thời tiết tại thành phố biển Đà Nẵng. Ngày hôm nay cũng sẽ là một ngày nắng kéo dài tới 9-10 tiếng đồng hồ, rất thuận lợi cho các chuyến xe lưu thông vận chuyển hàng hóa trên địa bàn của thành phố, cũng như ra vào các tỉnh thành lân cận. Tuy nhiên thì các bác tài cũng cần lưu ý, đó là mặc dù cái nắng của mùa thu không mang theo cái nóng hầm hập như mùa hè, nhưng mức độ nắng rất gắt. Vì thế mà các bác tài nên sắm cho mình một chiếc kính râm khi mà phải lái xe trên những đoạn đường dài. Việc mang kính khiến cho mắt không bị chói, không phải điều tiết nhiều, giúp mắt khỏe hơn, lâu bị mỏi và thư giãn hơn. Ngày hôm nay thì tại thành phố Đà Nẵng nhiệt độ trong ngày phổ biến ở mức từ 23 cho đến 32 độ, với độ ẩm không khí khoảng 70%. Thưa quý vị và các bạn, giải thời tiết xấu gây mưa cho khu vực Nam Bộ mặc dù vẫn còn duy trì nhưng có xu hướng hoạt động yếu đi. Chính vì vậy mà ngày hôm nay, khi mưa trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ không còn gây ảnh hưởng nhiều tới giao thông đô thị. Từ ngoài 8 giờ sáng là đã có nắng và tình trạng mưa chỉ xảy ra ít vào buổi tối với lượng không nhiều. Đồng thời nhiệt độ vẫn duy trì ở mức tương đối dễ chịu, thấp nhất vào khoảng 24 cho đến 25 độ và cao nhất là khoảng 31 cho đến 32 độ, với độ ẩm trung bình là 75%. Xuống tới thành phố Cần Thơ, tại đây thời tiết cũng duy trì nắng ráo vào ban ngày nên rất thuận lợi cho giao thông cả về đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Bà con có thể tranh thủ những ngày tạnh ráo tiến hành gieo trồng cây non, chăm sóc và thu hoạch mùa vụ. Đồng thời có thể xây dựng và thiết lập lại hệ thống tưới tiêu nước để tích trữ khi mà mùa khô sắp tới gần. Nhiệt độ trong ngày hôm nay tại Cần Thơ sẽ duy trì mức từ 24 cho đến 31 độ với độ ẩm vào khoảng 75%. Về tình hình lũ trên sông Cửu Long, theo dự báo thì mực nước đầu nguồn sông Cửu Long ít biến đổi trong 1 đến 2 ngày nữa, sau đó sẽ xuống chậm. Vùng nội đồng Tháp 10 và tứ giác Long Xuyên, mực nước tiếp tục lên ở mức báo động 2 cho đến báo động 3. Đến ngày 12 tháng 10 thì mực nước tại các nơi như sau. Tại Tân Châu trên sông Tiền ở mức là 4,10m, trên mức báo động 2 là 0,10m. Tại Châu Đốc trên sông Hậu ở mức là 3,65m, trên mức báo động 2 là 0,15m. Tại Mộc Hóa trên sông Vàng Cỏ Tây ở mức là 1,75m, dưới mức báo động 2 là 0,05m. Thời gian duy trì mức nước trên mức báo động 2 tại khu vực đầu nguồn sông Cửu Long có thể kéo dài đến khoảng giữa tháng 10 năm 2013.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc thật hiệu quả. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.